Hello everyone, xin chào các bạn, mình là Maya. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách học danh từ mỗi ngày ha. Hôm nay mình làm quen với an nha. Rồi, đầu tiên mình sẽ chia sẻ với các bạn một con vật mà nó có tai to như vậy, là cái mũi nó dài ra bằng đuôi bạn, con đó là con gì? Đó là con voi của mình, an elephant. Mình đố bạn ha, một con mà nó bò lên tay mình, nó cắn mình, ui nó đau lắm bạn, con đó là con gì mà nó chút xíu à? Con đó là con kiến nha, an ant. Rồi, sáng nay mình sẽ chia sẻ với bạn nha. Con kiến của mình là an ant. Cô dì thím của mình cũng vẫn là an ant. Ok, nhưng mà bạn để ý nha, chữ bên này nó khác nhau nha. A-N-T, an ant của mình là con kiến. Bên này A-U-N-T, an ant của mình mang nghĩa là dì thím cô. Ok, cho nên là hai chữ viết khác nhau nhưng mà đọc nó lại âm thanh nghe nó giống nhau, cho nên các bạn cẩn thận nha. Ok, rồi tiếp theo mình đố bạn một con mà có cái râu nó bua ra bạn, đó mà nó màu tím tím đó các bạn, nó sống ngoài biển. Đố bạn con nó là con gì? Con bạch tuộc của mình ha, an octopus. Rồi mình đố bạn ha, một quả mà nó có màu cam mà có chứa rất là nhiều vitamin C của mình mà các bạn rất là thường uống, đó là quả gì? Quả cam, an orange. Rồi mình đố bạn ha, con ong nè, con bướm nè, con sâu nè, những con đó mình gọi chung nó là con gì đấy? Con côn trùng của mình thì sẽ là an insect. Rồi một tiếng đồng hồ, các bạn thường hay nói mẹ ơi mẹ cho con một tiếng đồng hồ chơi game đi, mẹ cho con một tiếng đồng hồ coi tivi đi, thì đó là an hour. Rồi khi mà trời mưa thì các bạn thường là các bạn phải mang theo gì nè? Mang theo cái dù đúng không? An umbrella. Rồi mình lại đố bạn một loại trái cây nữa, bạn nhìn thấy thương hiệu của này giống, bạn đoán được trái cây này không? Ok, quả gì đây? An apple của mình là quả quả táo. Rồi mình muốn chia sẻ với các bạn là các bạn phải cố gắng học giỏi nha, các bạn phải biết yêu thương ba mẹ và anh chị em của mình. Bởi vì các bạn biết không, ba mẹ lo cho mình rất là nhiều, cho các bạn có rất là nhiều kiến thức. Rồi bạn thấy đó, ở ngoài đường đó bạn thấy không, một số bạn mà bạn trẻ mồ côi á, mấy bạn mà không có cha không có mẹ, bạn lang thang trên đường không, thấy không, tội nghiệp không? Đó thì những bạn đó được gọi là an orphan. Đó thì cho nên là các bạn phải biết yêu thương anh chị em nè, yêu thương ba mẹ nè, vì mình sống rất là hạnh phúc trong một gia đình nè, cho nên các bạn phải cố gắng học giỏi nha, học thật tốt nha. Ok, rồi thế là 10 từ vựng của chúng ta đã hoàn thành xong rồi. Rồi tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở lúc sau ha. Đừng quên bấm like cho mình nha. Bye bye.